Good morning student. Welcome back to online teaching program of Chi Lăng High School. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em quay trở lại với chương trình giảng dạy online của trường Trung học phổ thông Chi Lăng. In today's lesson, we continue Unit 12, Music, with the last part, 4E, Language Focus. Và trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục bài số 12, Music, với phần còn lại đó là phần Language Focus. Our lesson today is divided into two parts. Part 1, pronunciation. Phần thứ nhất đó là phần phát âm. Và trong phần này thì chúng ta sẽ đi phân biệt giữa hai âm, âm s và âm z. And the second part is grammar. Và phần thứ hai đó là phần cấu trúc ngữ pháp. Và trong phần này thì chúng ta sẽ học cách sử dụng to infinitive hay ở tiếng Việt thì chúng ta hay gọi là to cộng cho động từ nguyên mẫu hay to cộng cho động từ V0. Và chúng ta cũng sẽ học về WS question, tức là câu hỏi có từ để hỏi. Now we come to the first part, pronunciation. Okay, so now look at the table. So tell me how many columns are there? Okay, very good. We have two columns. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cột. Now look at the first column for me. Now listen, listen to me. Shoe, said, sip, bus, peace, price. Now repeat out to me. Shoe, said, sip, buts, peace, price. Very good. Now look at the second column, z. Now listen to me. Zoo, please, zip, buts, peace, price. Now listen and repeat out to me. Zoo, please, zip, buzz, peas, prize. Okay, very good. Now we move to the next part. Practice the sentences. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kế tiếp. Đó là thực hành những câu sau. You can see sa and the in one sentence. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là trong một câu mà nó vừa có âm s và vừa có âm z. Okay, so now look at number one. Susan loves classical music. Và trong câu số 1 này thì chúng ta thấy là Susan. Chữ S thứ nhất thì chúng ta lại phát âm nó là âm s, nhưng chữ S thứ hai thì chúng ta lại phát âm nó thành âm z. Tại vì sao? Thì lúc này chúng ta thấy là âm z, chữ S thứ hai nó nằm giữa hai nguyên âm. Vì thế lúc này chữ S nó được phát âm thành âm z. Now listen again. Susan loves classical music. Now number two. I like to listen to jazz records. Now number three. My aunt likes to watch the film The Sound of Music. Number four. But my cousin prefers going to the concerts. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta không phát âm là cousin mà phải phát âm là cousin, cousin. Now number five, he's won the first prize for singing folk songs. Number six, I'd like a piece of bread and some peas, please. Vậy lúc này chúng ta thấy từ piece, a piece of bread. Peace, tăng cụm đó là CE, nên CE này chúng ta sẽ phát âm nó thành âm sa. Okay, so now I give you 1 minute to practice. Now we move to the second part about our lesson today, grammar. And first of all, we will learn a little bit about to infinitive. Now, look at the picture and answer the question for me.
The first question, what is she doing? Okay, very good. She listening to music. Cô ta đang nghe nhạc. Now the second question, what is she listening to music for? Và cô ta nghe nhạc để làm gì? Thì ở đây chúng ta thấy cái câu hỏi nó bắt đầu bằng what và nó tặng cùng là for. Mình gọi là câu hỏi what for. Thì câu hỏi này nó dùng để hỏi mục đích. Vậy cô ta nghe nhạc để làm gì? Okay, very good. She listens to music to relax. Cô ta nghe nhạc để thư giãn. Vậy lúc này chúng ta thấy ở đây người ta đang sử dụng cụm từ là to relax. Vậy to relax ở đây nó được gọi là to infinitive. Tức là to cộng cho động từ nguyên mẫu. Okay, so based on the example, we hold the form of to infinitive. Và dựa vào câu ví dụ ở bên trên thì lúc này chúng ta có cái công thức to plus bare infinitive, tức là to chúng ta sẽ cộng cho động từ nguyên mẫu không to. Now read the example again. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái câu ví dụ lúc nãy thì chúng ta thấy là she is listening to music to relax. Cô ta nghe nhạc để thư giãn. Vậy lúc này to infinitive trong tình huống của chúng ta lúc này nó được dùng để diễn tả mục đích của cô ấy, mục đích nghe nhạc của cô ấy là để thư giãn. Vậy lúc này the use to arrest the purpose of doing something. Vậy cách sử dụng của chúng ta ở đây đó là để diễn tả mục đích. And the meaning. Vậy nói về cái nghĩa thì khi dịch nghĩa to infinitive thì chúng ta sẽ dịch nghĩa là để làm cái gì đó. And remember, besides to infinitive, we can also use in order to plus infinitive or so as to plus infinitive to express the purpose. Và chúng ta nên nhớ cho thầy ở như thế này. Bên cạnh việc chúng ta sử dụng to cộng cho động từ nguyên mẫu, thì ở đây chúng ta vẫn có thể sử dụng là in order to cộng cho động từ nguyên mẫu hoặc là so as to cộng cho động từ nguyên mẫu cũng đã diễn tả mục đích. Vì thế là cả ba công thức ở đây nó dùng để thay thế cho nhau và tất cả đều đúng, chúng ta sử dụng cách nào cũng đúng cả. Now I have example. Và bây giờ chúng ta có một câu ví dụ. I learn English to sing English songs. Tôi học tiếng Anh để hát những bài hát bằng tiếng Anh. Thì thay vì lúc này thầy sử dụng là to sing thì thầy có cách thứ hai. I learn English so as to sing English songs. Tôi học tiếng Anh để hát bài hát bằng tiếng Anh. Vậy lúc này thầy không dùng to sing nữa mà thầy dùng so as to sing, nó cũng đồng nghĩa với to sing ở bên trên. Và lúc này thầy cũng có cách thứ ba, I learn English in order to sing English songs. Vậy lúc này in order to sing lúc này nó sẽ bằng nghĩa với so as to sing và bằng nghĩa với to sing, cả ba đều mang nghĩa là để hát hết. Okay, so now it's time for us to do exercise number 1. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Complete each sentence with the right form of a suitable verb. Hoàn chỉnh mỗi câu với hình thức đúng của một động từ phù hợp. Now look at the box. So how many verbs can you see? Và bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái khung thì chúng ta thấy có bao nhiêu động từ. Okay, good. We have 6 verbs. Và ở đây chúng ta có 6 động từ. Now we will run through the meanings. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nghĩa của từng động từ. Study. Đầu tiên study nó có nghĩa là học. Send có nghĩa là gửi. Read có nghĩa là đọc. Buy có nghĩa là mua. Invite có nghĩa là mời. Celebrate mang nghĩa là tổ chức. Okay, so now I have an example. Và bây giờ thầy có một câu ví dụ. We are having a party to celebrate Anne's birthday. Chúng tôi có một buổi tiệc để tổ chức sinh nhật của An. Vậy lúc này, ở đây thầy dùng cụm từ là to celebrate, để tổ chức, dùng để diễn tả mục đích. Thì thay vì chỗ này thầy dùng to celebrate thì các em có thể sử dụng cách khác, đó là so as to celebrate hoặc là in order to celebrate. Vậy ba cách nào cũng đúng hết ha, tùy chúng ta sử dụng cách nào cũng đúng cả. Now, so how many sentences can you see? Và ở đây chúng ta có thể thấy được là mình có tổng cộng
5 câu. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cho thầy từ câu 1 cho đến câu số 5. Ok, so now I give you 2 minutes to finish from number 1 to number 5. Rồi, và bây giờ hoàn thành cho thầy 5 câu này trong vòng 2 phút. Now, 2 minutes for you. Okay, thumbs up. It's time for us to correct the answer. Now, number one. My father didn't have time so as to read the newspaper. Cha tôi không có thời gian để đọc báo. Vậy lúc này thầy dùng so as to read để đọc. Vậy chúng ta có thể sử dụng cách khác đó là to read or in order to read. Và mình có hai cách khác đó là to read hoặc là in order to read đều đúng hết. Now, number two. I wish I had enough money in order to buy a new bicycle. Tôi ước tôi có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp mới. Number 3. I went to the post office to send a letter. Tôi đi đến bưu điện để gửi thư. Now number 4. He telephoned so as to invite me to the party. Anh ta gọi điện để mời tôi đến buổi tiệc. And the last one. She's going to Britain in order to study English. Cô ta đi đến nước Anh để học tiếng Anh. Okay, so now, copy down the answer. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng. Đó là WS questions. Câu hỏi có từ để hỏi. Thì như chúng ta biết thì chúng ta có rất nhiều dạng câu hỏi như là câu hỏi có từ để hỏi, hay là yes no question, câu hỏi yes no, hoặc là task question, câu hỏi đuôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về WS questions, tức là câu hỏi có từ để hỏi. Now look at the three example. What's your name? Where do you live? What do you want to study English? Thì lúc này chúng ta thấy ba câu hỏi này nó bắt đầu là what, where, why. Thì những cái từ này, what, where và why này, chúng ta gọi nó là từ để hỏi. Và những câu hỏi nào bắt đầu bằng những từ để hỏi như thế này thì mình gọi là WS questions, là câu hỏi có từ để hỏi. Rồi, vậy bây giờ dựa vào những câu ví dụ này thì chúng ta có được cái công thức. Đầu tiên thì chúng ta thấy là còn một câu hỏi có từ để hỏi thì nó phải bắt đầu bằng một từ để hỏi, mình gọi là WS word. Kế tiếp thì mình thấy ở đây, ví dụ như câu số 2, người ta mượn where do you live? Vậy ở đây người ta mượn trợ động từ là do. À, vậy sau từ để hỏi thì chúng ta sẽ đến trợ động từ. Sau trợ động từ thì sẽ đến chủ từ. À, you là chủ từ. Và cuối cùng đó là the main verb, tức là động từ chính ở trong câu. Vậy bây giờ chúng ta có những từ để hỏi như thế nào? Rồi, vậy ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta có các từ để hỏi như là when, khi nào, để hỏi về thời gian. Why, tại sao, hỏi lý do. Who, hỏi về người, là ai. How, như thế nào. Where, ở đâu, tức là chúng ta sẽ hỏi về nơi, nơi chốn. What, là cái gì. Which, cái nào. Thông thường mình hỏi câu hỏi which dùng để lựa chọn giữa cái này hoặc là cái kia. Và whose, whose tức là mình hỏi là của ai hay là của cái gì đó, tức là mình đang hỏi về hình thức sở hữu. Ngoài ra thì chúng ta còn có các từ để hỏi bắt đầu bằng chữ how, ví dụ như how much, how many, tức là chúng ta hỏi về số lượng. Tuy nhiên ở đây how much nó dùng theo sau how much sẽ là một danh từ không đếm được, còn how many sẽ là danh từ số nhiều đếm được. How far, khoảng cách bao xa. How often, hỏi về độ thường xuyên. How long, hỏi về khoảng thời gian bao lâu. Và cuối cùng là what time, hỏi về giờ. Thì ở đây cái câu hỏi mà chúng ta thường gặp nhất đối với chữ what time này đó là what time is it? Mấy giờ rồi? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Chọn đáp án đúng nhất giữa câu A, câu B, câu C hay là câu D. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào câu số 1 cho thầy. Thì lúc này mình thấy là cuộc nói chuyện giữa người A và người B. Thì lúc này người B trả lời là at the supermarket, tức là ở siêu thị. Thì khi người B trả lời ở nơi chốn thì mình phải đặt câu hỏi là nơi chốn. Vì thế câu trả lời của chúng ta trong câu số 1 sẽ là
Câu C, where, ở đâu. Tương tự như vậy. Ok, so now I need you to finish from number 2 to number 6 in 2 minutes. Và bây giờ chúng ta có 2 phút để hoàn thành cho thầy từ câu 2 cho đến câu số 6. Ok, so now we stop working. Rồi, chúng ta dừng làm bài ở đây. Now we correct. Rồi, chúng ta sẽ sửa bài. Number 2, câu số 2. Thì ở đây chúng ta thấy là câu trả lời, người ta trả lời là it's mine, tức là của tôi. Vậy tức là mình đang trả lời về hình thức sở hữu. Vì thế đáp án chúng ta cần tìm cho câu số 2 sẽ là C, whose. Number 3, câu số 3. Thế đây mình thấy người ta nói là usually get up the earliest in your family. Vậy chúng ta phải hỏi là ai là người thức dậy sớm nhất trong gia đình của bạn. Vậy lúc này đang hỏi về ai, đang hỏi về người, thì chúng ta sẽ chọn câu B, who. Number 4, câu số 4 thì mình thấy ở đây người ta đang trả lời là because it's near our house, bởi vì nó gần với nhà của chúng tôi. Vậy câu trả lời người ta đang trả lời là because, tức là diễn tả nguyên nhân, lý do. Thì câu hỏi chúng ta phải chọn là why. Number 5, câu số 5. Thì lúc này chúng ta thấy người B người ta đang trả lời là by bus, bằng phương tiện. Nhưng khi theo chúng ta dịch nghĩa, thì chúng ta dịch nghĩa là chúng ta sẽ chọn là bạn thường đi đến trường bằng phương tiện gì. Vì thế là chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa đáp án là what và how. Tuy nhiên chúng ta nhớ là đi bằng phương tiện gì thì chúng ta luôn luôn chọn how, không chọn what. Remember, nhớ cho kỹ ha. Và câu số 6, lúc này người B người ta trả lời là 200,000 VND, 200.000 đồng. Vậy lúc này người ta đang trả lời về cái số lượng. Số lượng. Vậy mình số lượng thì mình sẽ có how many và how much. Tuy nhiên mình thấy là 200.000 đồng đang nói về tiền bạc, mà trong tiếng Anh tiền bạc là danh từ không đếm được. Vì thế là không đếm được, mình phải chọn đáp án là câu B, how much. Ok, so now copy down the answer into your notebook. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chép đáp án vào vở của chúng ta. Thank you very much for your listening.